Chỉ vì muốn ngăn cản con trai của hai nạn nhân cưới người yêu của mình mà đối tượng Vũ Đăng Mạnh sát hại hai vợ chồng ở Bắc Ninh. Hiện Mạnh đã bị công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi giết người. Theo cơ quan chức năng, hai nạn nhân là ông Nguyễn Thế Giới là giáo viên trung học cơ sở, bà Nguyễn Thị Hợi, vợ của ông Giới là giáo viên tiểu học trên địa bàn. Tại cơ quan công an, Vũ Đăng Mạnh, 23 tuổi, khai có quan hệ tình cảm với chị S, 23 tuổi, là người cùng quê. Gần đây, nghi phạm phát hiện chị S và con trai 24 tuổi của ông Giới và bà Hợi chuẩn bị kết hôn. Để ngăn cản đám cưới, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12, Mạnh chuẩn bị dao đột nhập vào nhà ông Giới. Đến khoảng 2 giờ ngày 30 tháng 12, nam thanh niên này ra tay sát hại khiến ông Giới tử vong tại chỗ, còn bà Hợi bị thương nặng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.